Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy hướng mắt về sân khấu để xem đoạn clip giới thiệu về thí sinh tiếp theo. Con xin chào quý thầy cô và quý khán giả. Con tên là Huỳnh Xuân Hiến, năm nay con 13 tuổi. Con học môn thanh nhạc đã được gần 2 năm rồi. Con cảm ơn thầy cô và ba mẹ đã tạo điều kiện và chỉ dạy tận tình cho con. Con cảm thấy rất là vui khi đã vào chung kết. Hôm nay con xin phép được dự thi ca khúc 22 do nhạc sĩ Hứa Thiên Tuyền sáng tác. Sau đây con xin phép được trình bày phần dự thi của con. Tuyệt vời, mẹ nói lúc con lên năm. Dù rằng con xuống chân không dài vai trắng thon, mặt trời con rệt một phần mà sao thế gian luôn cần. Hãy làm điều mình tự hào, mẹ nói lúc con lên 10. Đừng làm điều mình ngần ngại, mẹ nói lúc con 12. Dù cho đôi lúc và quên lối đi, trưởng thành là điều tuyệt vời, để từ sai ta học cho đúng. Sau này em con 22 sẽ thấy màu mắt của con thật xinh, thấy giọng ca ngân nghe trong mắt có khi lại khiến con rất đặc biệt. Và hãy nhớ rằng trên đời này không ai phải sống ai, nên là em con 22 hãy sống hồn nhiên giống như chúc mừng Xuân Yến đã hoàn thành xong phần dự thi của mình và mời em nán lại sân khấu ạ. Yến ơi, nán lại sân khấu em ơi. Và thưa quý vị, như Phạm Hùng đã thưa với quý vị từ đầu là chúng ta sẽ có hai phần thi lý thuyết và thực hành. Đối với bộ môn nhạc cụ thì các bạn đã dự thi phần thi lý thuyết, đó là thi trắc nghiệm. Bây giờ thì Xuân Yến là dự thi ở bộ môn thanh nhạc thì bạn sẽ trả lời phần thi lý thuyết, đó là phần vấn đáp đến từ ban giám khảo. Và xin mời thầy Nguyễn Việt Cường sẽ có câu hỏi dành cho Xuân Yến. Hỏi ban giám khảo đặt cho em đó là làm thế nào để hát được nốt cao?
Dạ, thưa thầy là mình phải mở rộng hàm và mình không có bắt nốt ở dưới cổ họng, mình phải bắt ở trên mũi và mình phải mở to hàm ra và mình lấy hơi đúng cách. À, xin được cảm ơn phần thi vấn đáp, phần cho câu hỏi của thầy Nguyễn Việt Cường. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho Xuân Yến.